đi đường này nguy hiểm phải. Tao không ăn kiến, tao nghe mày nói gì chắc tao ăn kiến đó. Tao coi sao rồi. Dính lại sao vậy? Đừng đừng chết, đừng chết. Để tắm. Để tại lên cái này nó mềm nè. Mày đừng chết, mày mắm cái đi. Té đái luôn. Nãy quên rút cái đập chai nè. Ờ. Chai đâu có đồng rút. Có không? Có độc chai không? Có kìa. Có. Má ơi, nó tay đường luôn rồi. Rút nó chơi kìa. Độc chai đó mình rút nó lẹ lắm. Rồi tối hôi luôn kìa. Ghê thiệt. Mình ra tới đường được. Đi sợ đi này sợ giờ tối thôi. Không gài cốp bóc ghê lắm. Sợ quá. Nó trận lại lấy dao đồng cho mấy nhát. Ừ. Ngay đường Lâm Quân Kiên, Nguyễn Văn Cừ kìa. Nó đập nhau sao sao bay nhát kìa. Nhát khuya hôm. Tối nãy hả? Ừ. Sao? Nó đâm người chở bệnh viện bỏ xe đó, con thằng thì bị thương vậy đó, người ta đăng Facebook ra tìm người đó. Kêu. Không, mới sáng dùng mắt còn đó. Ghê không? Xe hiện đại lắm á.
đi đụng hoài này.